12 là các cầu thủ có cơ quan cho phép họ có được khung thành 32 các cầu thủ lưu trú mang ra đội sân đội chắn bảo vệ khung thành bên phía trên đài các cầu thủ lưu trú Liên Trung bảo vệ khung thành bên trái của các bạn, quần trắng áo xanh. Còn Thọ Xuân bảo vệ khung thành phía phải của quần đỏ áo đỏ. Là hiệp thứ hai. Ở hiệp 1 tỷ số vẫn 0-0 bên Hà Nội. Nó bắt đầu. Ngày hôm nay ra trận chúng tôi rất thắng các chủ huy bên phía Liên Trung. Số 5 của Liên Trung bóng trận. Đức Cường, Xuân Trường, Đức An, Hà Minh, Bỏ Rồng, Bất Có, Minh Đồng, Xuân Tần, Xuân Tế và dưới một cầu thủ rất là cao bò và ngào sức mạnh. Bóng phải đứng dọc. Bỏ Rồng ném biên cho Thọ Xuân, số 20. Sai, lỗi rồi. Đầu tiên cứ dậy là quá mát mẻ. Biên cho Liên Trung. Lưu vọng hai đội chơi cứ hưởng ứng cứ hưởng ứng một. Để cho khán giả cũng là cũng như cổ động viên của hai bên. Một trận cầu phá nhà và có bàn thắng. Đi lại bóng tâm trạng của các
chúng ta là ban tập thể nào rất là hiện đại, rất biết là cầu thủ, cầu thủ của mình đã lên tới đỉnh. Thế khi điều đó cũng không gây nguy hiểm cho hàng thủ lớn luôn. Cầu thủ rất là nhanh, còn là cá thể, rất chuẩn. Được vào trong đội của đây. Đi chưa phải đâu. Quá rồi. Còn là cái gì đó. Chúc mừng người nhà đã thoát thôi của họ rồi chứ. Chúng tôi đây, cái cháu bắt đầu ra được nóng lên rồi. Ai đầu tiên ai lên cảm nhận. Đã được cháu rất sâu dưới công nghệ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chủ quân, Lý Cầm, đang đầu tiên xuống tới. Như thế. Xuống tới. Có lẽ là Mai, Quảng, Đạo, Trang Cơ. Trên đều là ai tham gia đoạn. Quá thiết. Quá thiết yếu, có thể yếu như là gì? Chúng ta là không, không. Đây của chúng tôi xin giới thiệu và hứa ở trong sau. Ngày làm cuộc quyết của chúng ta bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 và kết thúc là 10 tháng 10 năm 2019. Tất cả các trận đấu sẽ được diễn ra vào các buổi chiều ngày thứ bảy và các ngày chủ nhật và thứ bảy tuần sau ngày 17 tháng 8. Trận thứ hai của bảng E chúng ta sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc, Mỹ, Nhật và đội tuyển Hàn Quốc. Trận 16 giờ sẽ diễn ra trận thứ hai của bảng C, đó là đội tuyển Quyên Bình và đội tuyển Thiên Hồng. Chúng tôi xin thông báo là đều và quý vị khán giả biết là chúng ta đều đến sân theo dõi cổ vũ cho các cầu thủ. Làm mặt nhanh. Ông ấy đang đứng trên con đường thứ hai, không thành công. Hai cầu thủ áo vàng áo khác cầu thủ ngoài rất khó dành đến đầu vượt quá vẫn thành công vẫn là cầu thủ ngoài lâm hòa và là các đội bóng hôm nay tập trung cho cầu thủ ngoài anh cao 1m82 chúng tôi 1m85 cao 1m85 rất cao và rất thuận tiện cho các bạn công chiến và gây rất nhiều nguy hiểm cho hàng thủ đối phương và chúng ta cũng được đi tiến hai vài đầu của anh. Thank you.
tâm nhân dân trường và rất khó để sẽ phóng quà dân trường. Và thực tế là quá mạnh. Mặc dù anh cũng là chuyển đủ thế được quả đá. Từ nhà và các bạn đồng vận động viên đến từ những khu vực khác nhau thì cũng không thể thay đổi được. Đúng không? Chủ con người Minh Đăng và bà Đăng ngày nay xin chúc sống quả với người áo đỏ, hoa đơn giản, áo xanh và chân vượt. Hai người thì có kỹ thuật cá nhân rất tốt và nhà toàn kỹ thuật cũng rất tốt. Rồi các thủ học bản đầu trước khi tốt, tốt đẹp hay quá. Và rồi rất nhiều nguy hiểm. Như vậy là một điều băng từ dưới lên. Các người làm cái gì? Á lò, xin thấy cơ rồi các thủ đó là làm không? Tôi cứu cơ thân. Và bắt bản xuống đây vào đây. xe máy vào sân đó. Hai cơ hội về bạn này của Linh Trung đã tạo ra. Ai lại cho xe máy vào sân à em? Đã gây ra rất nhiều lo lắng cho các cổ động viên và bà con. Một pha sút bóng tươi một của cầu thủ mặc áo ba mươi. Bóng thì thần dược rồi đã xịt đấy, thần dược rồi. Không có gì là đều cái trái thì đúng rồi. Đau đầu à, đúng là phần gáy à. Là một pha thể quá chứ. Chúng ta đủ lên rồi, chúng ta biết là lúc đó là đủ. Đúng vậy. Rồi bà con đã ở đây, một nhà không về. Làm như thằng đó. Cảm ơn ơn. Hóc cho Liên Trung. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta về sở đại ở quả thằng đó. Đúng rồi. Không phải thế. Phải không chứ không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nói chung là cũng rất thích đáng. Nếu như có đủ kinh nghiệm có lẽ là không. Cũng khoảng 35 mét thôi. Đúng chưa? Chúng ta là áo này rất kéo. Tôi được đưa đi. Đi ta. Không phải thôi. Xin lỗi. Để nó ra. Chắc phải. Vừa bạn này tham gia cái đòn đã. Nhưng mà này thế thật. Đó là cái người mặc cho áo. Chúng ta. Và đó là Quang Huy, chúng ta Quang Huy. Tấn công gặp quyền người vô hợp tấn công. Người tham gia tấn công. Áp bắt ở vô đồng viên, sau đó là
Bà con, đúng rằng cuối cùng của đội dung là các đội bóng.
Đúng ra ngoài rồi. Cầu thủ bị đau rồi. Y tế vất nhất. Y tế này phải có xe máy vào đúng hơn. Phải kiếm ra mà có xe máy cho y tế chạy lên vất. Đúng mà cái nói là đúng cho xe máy vào. Không có là còn phải rùa chạy ra đâu. Không rùa về hai người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai cầu thủ làm trên sân. Đây là chiếc thẻ đỏ thứ ba. Đúng rồi, thẻ vàng thứ ba đã được về đội trên sân. Quá tối trời thẻ vàng. Bác sĩ đây phải vào rồi, vất quá. Nếu quá hết vòng loại thì đội trên sân có. Bác sĩ đây phải vào rồi, chạy rất vất. Cầu thủ đã đúng. Tôi nghĩ là các chiếc thẻ vòng loại thôi. Với thẻ vàng là quá nhiều. Với chào các cầu thủ đơn vị chúng ta lên trước trận thẻ. Đây mới chỉ là vòng loại. Vượt qua là vòng loại và vòng nước ao thì nhiều cầu thủ đã đến với phải hai thẻ vàng nào là chúng ta lại phải ngồi nghỉ để xem được lượt thi đấu. Hai thẻ vàng sẽ đang có và một thẻ vàng về trung ương. Và chính thức nhất thẻ vàng này đã làm hai cầu thủ chúng tôi ngồi lại hai mươi năm lần đang được quốc lần thứ tám trong trận chung kết. Chu Minh Kiều đề của ban tổ chức giải rất rõ ràng, thẻ vàng thẻ đỏ sẽ được tính từ sau mùa giải cho đến tận trận chung kết. Quả rất mỏng, không được. Quá sâu. Hai đội chơi rất cởi mở và rất nhiều cơ hội của cả hai bên. Thì rất tiếc là tới lúc này là cả hai bên đều không nhận được điểm. Mặc dù cơ hội vẫn là của người. Cố gắng. Nhưng mà tỷ số lúc này vẫn là 0-0. Chúng tôi đã để cho bóng cho Minh Dương cảm thấy thích phần lợi có thể cho Minh Dương vừa được quả đá mặt. Đức Cường đang đi chú bóng. Đức Cường có thể không? Đúng không? Quả mặt cho đội trưởng Hà Lòng. Chúng ta vừa đi chơi như thế này. Sau qua trận này là ông giảm được mấy cân? Đỡ béo. Các thành viên của các đội chúng ta nhớ rằng đây là thể thức rất khỏe và thời mùa thu cực kỳ khác biệt. Thuốc thần dược rồi. Không mua nước đầy đủ. Được chương trình trở lại này. Khóa vất cho y tế. Sau giải này là y tế giảm được mấy cân này, người thấy khỏe hơn bao nhiêu đấy. Rồi bây giờ chưa được nào là đạt được phần này với người bàn thắng. Và thì đối với người đang làm không được. Chưa có bàn thắng. Bây giờ có phần được về các cầu thủ đó. Chúng là các cầu thủ đang tương lai. Số 3, Thọ Xuân. Số 4. Sâu. Tiếp chung phản công. Đang lên phần công. Ông ra ngoài bên dọc. Đối với anh chơi. Tốt rồi này, anh ra ngoài. Đã được bên dọc rồi.
Đồng thời là người chiến thuật lãnh thần đánh từng mét một. Đối tập này trong tay cho tôi bắt đầu cho dân về đánh dũng chí. Được rồi. 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 Thả bóng ra ngoài đường biên phòng. Số 20 Thọ Xuân. Cảm ơn rất nhiều và bóng đi.
phạt góc đi. Quả phạt góc cho các cầu thủ áo đỏ. Quả vâng. Có sự phạt góc. Quả phạt góc lại sẽ như thế này. Chuyên gia đá phạt của phạt góc. Chúng ta đã phát thành chúng tôi. Số là 0-0.